Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đơn vị quận Cẩm Lệ bao gồm các ông bà Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Xuân Hiếu và Lê Thị Như Hồng có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa An trước kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố và những vấn đề liên quan đến kỳ họp cuối năm 2023, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong kỳ họp trước đó. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ phấn khởi về kết quả giải quyết ý kiến cử tri. Bên cạnh đó, cử tri tổ 67 khu dân cư 17 hỏi về thời gian thi công khu quy hoạch đường vành đai 2, kiến nghị sửa chữa nhà cho hộ cận nghèo để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân, kiến nghị giải quyết vấn đề đất đai cho mẹ Việt Nam anh hùng. Cử tri tổ 50 nêu ý kiến về việc kiểm tra xét duyệt các tiêu chí để bố trí thuê nhà chung cư xã hội, kiến nghị việc tham gia giải tỏa đền bù do dự án treo. Cử tri sống tại khu đô thị Phước Lý mở rộng trong 10 năm nay cho biết hạ tầng cơ sở xuống cấp, cần giải quyết sớm cho người dân và nêu ý kiến về việc di dời các doanh nghiệp gây ảnh hưởng môi trường ra khỏi khu dân cư.